thì mình sẽ thực hiện một món cháo dành cho bé, đó là mình sẽ nấu cháo thịt bò và cà chua. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 2 miếng thịt bò khoảng bằng 2 muỗng, là mình băm nhuyễn ra là khoảng 2 muỗng, và một trái cà chua thì mình chỉ sử dụng nửa trái nhé. Bây giờ đầu tiên thì cà chua mình sẽ rửa sạch, và bây giờ mình sẽ bỏ vào cái chén này. Mình dùng nước mình đã đun sôi, mình sẽ trụng qua cà chua để mình bóc cái vỏ ở ngoài nhé. Nếu mẹ nào không thích mình trụng như vậy thì mình có thể luộc sơ cũng được. Mình đun nước sôi lên và mình cho cà chua vào để mình luộc sơ và mình bóc cái vỏ cho dễ nhé. Đây, mình sẽ đổ nước sôi. Đây là nước sôi nha các mẹ. Mình để nước sôi mà vào trong một cái quả cà chua vào trong một cái chén. Mình để nước sôi, mình ngâm khoảng 3 phút thì mình có thể bóc vỏ và mình rất là dễ dàng. Bé nhà mình thì đang ăn cháo dây, mình đã dây sẵn khoảng nửa chén cháo, là để mình nấu cùng với ăn đồ ăn là thành một chén đó. Bây giờ thì mình sẽ đi băm thịt nhỏ thịt bò nhé. Sau khi mình băm xong thịt bò thì bây giờ mình sẽ lấy trái cà chua của mình ra và mình sẽ cắt đôi, mình bóc vỏ cho các mẹ xem nhé. Đối với một chén cháo thì mình chỉ dùng khoảng nửa trái cà chua thôi nhé. Mình nếu mình dùng nhiều quá thì cháo của mình nó sẽ bị chua. Mình dùng vừa thôi. Đây, sau khi mà mình ngâm vào nước nóng một chút xíu thì cái vỏ của quả cà chua của mình thì rất là dễ bóc. Mình sẽ bóc cái vỏ của nó đi và mình sẽ bỏ cái phần hạt phía trong của cà chua đi nhé. Mình chỉ lấy mình cái phần thịt của cà chua thôi. Chua, mình chỉ lấy cái phần thịt của nó thôi. Đây, vậy là mình đã vừa lột xong cái vỏ và bỏ đi cái phần ruột. Bây giờ thì mình sẽ mang bằm cái phần thịt cà chua này để mình nấu chung với cháo nhé. Vậy là mình đã vừa băm xong thịt bò và cà chua. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành nấu cháo cho bé nhé. Đầu tiên là mình sẽ cho cháo lên trước và mình đun cho cháo của mình sôi. Và với cái phần thịt bò thì mình sẽ cho vào đây một xíu nước để mình tán cái thịt bò cho nó thật nhuyễn ra nhé. Để khi mình bỏ vào cháo thì thịt bò của mình nó không bị rón lại. Xíu nước thì nó hay bị rón cục lại, bé ăn thì dễ bị hóc.
Vậy là mình vừa hoàn thành xong một chén cháo thịt bò nấu với cà chua dành cho bé. Hy vọng là với món cháo thịt bò và cà chua dành cho bé này thì các bé sẽ thích thú với món ăn mới này nhé. Các mẹ hãy làm để cho bé yêu của mình có thể có thực đơn ăn dặm đa dạng và sẽ thích thú với những bữa ăn dành cho bé nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các mẹ.